Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe tiểu thuyết Bố Già, The Godfather của Mario Puzo do dịch giả Ngọc Thứ Lan dịch. Cuốn 1: Đằng sau mọi gia sản kết xù là tội ác. Một, Amerigo Bonacera có việc ra tòa, tòa đại hình New York, phòng 3, để nghe công lý phán xét và trừng trị hai thằng khốn can tội bạo hành, toan cưỡng dâm con gái lão. Ngày chánh án uy nghi, bề vệ vén áo thụng đen như sắp đích thân ra tay trừng trị hai thằng nhãi ranh đang đứng sớ rớ trước tòa. Giọng ngài sang sảng, lành tanh: "Tụi bay hành động như những quân côn đồ tồi tệ nhất. Tụi bay như là thú dữ ở rừng vậy. Cũng may mà cô bé đáng thương kia chưa bị tụi bay xâm phạm tiết hạnh. Bằng không thì mỗi đứa 20 năm chắc." Cả hai thằng cúi mặt làm như tủi hổ hối hận. Tóc chúng hớt cao, mặt mũi sáng sủa quá. Nhưng chúng quả là thú vật. Thú vật lắm mới dám càn rỡ vậy. Bonacera nghĩ như thế. Nhưng không hiểu sao, lão vẫn mang máng cảm thấy có một cái gì giả trá bên trong vụ xử này. Dưới cặp lông mày trỗi xệ, đôi mắt sáng lóng lánh của ngài chánh án khẽ liếc nhìn khuôn mặt bí xị của Bonacera, rồi dừng lại trên chồng đơn xin khoan hồng trước mặt ngài, cau mày, rồi nhún vai như sắp phải có một quyết định ngược với chính lòng mình. "Xét về tụi bay còn nhỏ, chưa có tiền án và con nhà đàng hoàng. Vả lại, xét về luật pháp đặt ra chẳng phải để trả thù, nên tòa tuyên phạt mỗi đứa 3 năm tù cho hưởng án treo. 40 năm hành nghề chủ xe đòn. Chồng chết, châu người chết đã quen." Nên Bonacera giận sôi sùng sục, vẫn ngậm miệng làm thinh. "Con nhỏ xinh đẹp là thế, ngày giờ nay con nằm liệt giường, chiếc cằm bể còn kẹp chưa lành, mà cả hai thằng khốn, hai con vật lại ra về thong thả. Vậy là tòa phường tuông con gì? Kìa, cha mẹ chúng đang tiếu tít bao quanh hai cậu quý tử. Họ sung sướng, họ cười hả hê." Bonacera nghiến răng, nghe nỗi đắng cay trào lên ngàn họng. Lão đưa chiếc khăn tay trắng lên bùm miệng, bùm chặt miệng, ngó hai thằng khốn đi tà tà trở ra. Mặt chúng tươi rói, chúng tỉnh bơ, không thèm nhìn lão một phát, đành đứng tra ra vậy. Cha mẹ chúng tò tò đi theo. Hai cặp vợ chồng Mỹ trạc tuổi lão, bề ngoài Mỹ rặc, bẽn lẽn ra mặt, nhưng ánh mắt vẫn cứ vênh váo ngầm. Không nhìn nổi, Bonacera vụt khỏi hàng ghế, hét toáng lên: "Được rồi, tụi mày sẽ được khóc như tao. Con cái tụi mày sẽ làm khổ tao thì tao sẽ cho tụi mày nếm mùi đau khổ." Thấy vậy, mấy ông luật sư đi sau cùng vào đẩy các nhân thân chủ đi tới, đi nhập với hai thằng con đang chậm bước hẳn lại, làm như chúng sẵn sàng đứng ra bảo vệ cha mẹ vậy. Một bố luật sự đồ sộ đứng trước ra chắn lối Bonacera. Xà lão làm hoảng: "Nhưng có chuyện gì xảy ra đâu? Bao nhiêu năm lập nghiệp ở đất này, ăn nên làm ra được cũng vì Bonacera một mặt tin tưởng ở công lý, ở trật tự xã hội." Đứng ngơ ngẩn trước tòa, căm thù đến tóe khói, đầu óc chỉ lẫn vẫn ý định trả thù, nghĩa là sắm ngay một khẩu súng bắn bỏ cả hai thằng khốn. Nhưng Bonacera cứ phải cắn răng an ủi mụ vợ đang đứng lặng người chưa hiểu chuyện gì: "Thôi, vậy là mình bị chúng giận mặt rồi. Điều này đành phải lết tới ông Trùm mới xong." Lão quyết định tìm tới cố nhân Colenon. Tốn bao nhiêu thì tốn. Một mình trong căn phòng khách sạn diêm dúa ở Los Angeles, kiếp Johnny Fontaine
cũng mừng rượu dậy sầu như bất cứ thằng đàn ông nào bị vợ bỏ trên cõi đời này. Nằm bật ngửa trên tấn niệm đó, hắn đưa chai whisky lên uống ừng ực, rồi giớ xô nước đá lạnh từ vài ngụm đưa cay. 4 giờ khuya, mang rượu bốc lên, đầu óc hẳn chỉ lẫn vợ ý định thịt con vợ. Nếu nó về đây, nếu nó còn về, không lẽ giờ này phone cho con vợ cũ, hỏi thăm mấy đứa con, hay phá mấy thằng bạn, rồi dừng nó vậy? Kỳ cục quá. Mình xuống dốc rồi. Chớ hồi đang lên thì nửa đêm chợt nhớ ra phone chơi cho bạn bè, mới là tình sâu nghĩa nặng. Chán mơ đời, hắn mỉm cười chua chát, nhớ ngày nào chỉ nổi chuyện lên xuống. Chuyện lên xuống của chàng Johnny Fontaine cũng làm nhức nhối, nhức tim mấy cô đào lớn nhất nước Mỹ. Mãi mới nghe tiếng khóa mở lách cách, Johnny biết là nó về, nhưng vẫn làm bộ tỉnh ba nóc rượu. Nó bước vô, nó đứng sững ngay trước mặt, hắn cũng cứ ì ra. Coi, con này đẹp quá chứ. Khuôn mặt thiên thần, đôi mắt tím mờ huyền, khổ người mình dây vô cùng căng đói. Trên màn bạc thì nó càng lộng lẫy, mỹ miều nữa. Tách nào cả triệu anh mê, sẵn sàng bỏ tiền mua vé cine, chỉ cốt để chiêm ngưỡng dung nhan Margot Ashton. Johnny lè nhè hỏi, mày đâu về giờ này? Nó buông một câu, ngủ với trai. Giận quá, hắn gạt tung cái bàn, nhảy dựng lên túm cổ. Toàn đập thì khừng lại, buông xuôi tay, còn khốn nạn cười ngặt nghẽo, cười phá lên. Đánh phải đập, hồng nó la lớn, ê, không đánh vào mặt, đang đóng phim nghe. Thế là Johnny cứ bụng mà lòi. Hắn nhào theo, đè cứng, nó ngạt thở, há miệng thở hồng hộc, hơi thở ngay lại thơm thơm nữa. Hắn bằng lừa mấy chỗ thịt non, phơi nắng đỏ hồng ở đùi, ở vai, cứ thế mà giọng túi bụi, giọng ồ à như hồi con nhỏ quen bắt nạt mấy đứa nhỏ đầu đường xó chợ. Cái lối tẩm quất này thấm đòn đáo để mà khỏi sợ để lại vết tích, tan chứng như gãy răng bể miệng. Nhưng làm sao tẩm quất nó mãi được, Johnny chịu. Còn khốn nạn này biết vậy nên cười hăng hắc. Nó cười thách, lớp váy lụa thiêu bên trong lộ ra, nó nằm xoắn cẳng, nằm tua hô ra, miệng la lớn, đây này, mày cứ đánh đi, đánh nữa đi, mày chỉ có thế. Chán quá, Johnny lồm còm bò dậy, hằng lắm, nhưng lại đánh không nổi con đếm này, chỉ vì nó đẹp quá đi. Cũng vùng theo, nhúm một phát là đứng phát dậy, đứng chống nành trước mặt, rồi đi một đường vũ ửa nghèo, nhún nhảy chọc quê. Mày đập tao ăn thua gì? Như con nít vậy, cái thứ mày thì làm ăn gì? Không bằng một đứa con nít, vậy mà cũng đàn ông. Bộ mày tưởng làm tình cũng như mày sủa mấy bài nước mấy ấy hả? Còn lâu. Thôi nha, bye bye Johnny. Thế là nó biến vào phòng ngủ, khóa cứng lại. Johnny ngồi bệt xuống phàn, chán nản úp mặt vào hai bàn tay, mệt mỏi, nhục nhã đến rã rời. Một lúc sau, nhà chiều đừng thất bại đã quen nên nó gắng gượng lấy lại tinh thần. Johnny nhắc điện thoại lên, gọi một chiếc taxi ra phi trường cấp tốc, phải bay về New York ngay. Tình hình này nguy ngập quá, chỉ có một người cứu vãn nổi hắn, chỉ có một người đủ thế lực, đủ sáng suốt và còn thực lòng thương yêu hắn, đó là bố già Corleone, ông chủ lò bánh mì Nazoran, người mập mập y hệt một ổ bánh mì Ý, quần áo bám đầy bột. Hắn bực bội cằn nhằn vợ con. Chú làm công Enzo đâm hoảng vì vụ này. Bộ đồ tù binh mặc vô rồi, đeo băng tay chỉ xanh đàng hoàng rồi, mà trễ giờ sang trại tập hợp thì nguy quá. Hắn thuộc đám vài ngàn tù binh Ý được trưng dụng làm thợ phục vụ kỹ thuật, kỹ nghệ sản xuất, nên lỡ có chuyện lộn xộn phải trở về nghiệp tù thì đau khổ lắm lắm. Ông chủ lớn tiếng chất vấn, mày tính biêu xáo gia đình tao, mày biết là hết chiến tranh mày sớm muộn cũng bị tống cổ dèm CCO, nên mày cố tình để lại cho con gái tao một bầu làm kỷ niệm chứ gì.
Cô gào Genzo, người thấp lùng vàm vỡ vội quấn quýt đưa tay lên ngực thề: "Thưa ông chủ, tôi xin thề có đức mẹ, tôi không dám lợi dụng lòng tốt của ông chủ. Tôi thương cô chủ thiệt tình, tôi muốn cưới xin hỏi đàng hoàng. Tôi thật không nên, không phải, nhưng nếu bị tống về xứ thì chẳng thể nào trở ra được, đành phải xa." Catherine vĩnh viễn. Lúc bây giờ bà chủ mới gắt: "Thôi im đi, đừng vớ vẩn nữa. Anh biết phải làm gì mà. Thằng Enzo cứ việc ở lại, có gì gửi nó qua Long Island với bà con mình." Catherine chỉ có khóc. Con bé mập tròn quê mùa, trông như có rìa mép thi kia, thì kiếm sao nở mặt thằng chồng bảnh như Genzo. Cái thằng lại biết chiều chuộng đúng cách, đúng chỗ nữa. Quay sang phía bố con bé nức nở: "Ba không có cách giữ gìn Enzo thì con sẽ bỏ nhà đi theo anh ấy. Con vừa ý liền." Nazarene ngắm con nhỏ, đúng tiếp gái con gái bố. Nó hăng lắm. Có lần rõ ràng, ban ngày ban mặt nó dám âu yếm cả ban tòa vào trán thằng Enzo. Lúc thằng này cúi phía sau lông khom bưng khay bánh chắc vô quầy: "Vụ này không khéo dàn xếp thì tụi nó làm dám làm bậy à." Đành phải kiếm cách vận động cho nó ở lại, nhập tịch dân Mỹ. Chỉ có một người thu xếp nổi, bố già Colonel, chứ ai. Ba người nói trên cũng như nhiều người khác đều nhận được một thiệp mời dự lễ vu quy con gái Úc Constantia của bố già Colleon vào thứ bảy cuối tháng 8 năm 1945. Dù bây giờ nhà cửa cao rộng bên Long Island, nhưng một người như Victor Colleon đâu thể để quên bạn cũ, đâu thể quên bạn bè cũ láng giềng xưa. Đám cưới lình đình, khách đến đông, ăn uống suốt ngày, một dịp vui đúng quá lúc chiến tranh với Nhật vừa chấm dứt. Đâu còn nơm nớp sợ tin dữ chợt tới cho đứa con ngoài mặt trận, nên ai nấy cùng vui thả vàng. Muốn vui thì còn gì bằng đi đám cưới. Vì lẽ đó sáng thứ bảy, bạn bè ông trùm từ New York kéo róc sang. Đồ mừng cô dâu là những phong bao màu kem đầy tiền mặt, chứ ngân phiếu thì khỏi. Kèm theo là tấm thiếp ghi rành rẽ tên người mừng. Càng tôn kính ông bố bao nhiêu thì tiền mừng cô dâu càng bộn bấy nhiêu. Ông trùm Victor Colonel tiếp mạnh thường quân, ai có chuyện nhờ vả cũng không để cho thất vọng, không hứa hảo, không có lối từ chối, tông đủ sức. Không cứ bạn bè quen biết, mà cũng chẳng cần sau này có thể đền đáp hay không. Chỉ cần một thứ, đó là tình bạn. Dẫu đích thân đương sự nó lên, chừng đó thì bất luận giàu nghèo sang hèn, ông trùm cũng lưu ý giải quyết dùm kỳ được, sang bằng mọi trở ngại, cho lúc thành toàn mới thôi. Ôi ông trùm hay quá. Vì đức tính đó, Victor Colleon có nhiều bạn và được tôn xưng ông trùm. Thỉnh thoảng còn có người thân mặt gọi bố già. Và để tỏ lòng tôn kính thì một món quà nhỏ mọn đủ rồi, đừng nói đến lời: một bình rượu chát nhà cắt lấy, một giỏ bánh cây Tarolos ngày Giáng sinh. Cùng lúc đó nếu biết điều thì nên kín đáo, tự coi như mình có nợ để ăn nhân có quyền gọi tới mỗi khi có chút việc muốn nhờ lại. Ngày gả con gái là ngày trọng đại, đích thân ông trùm ra đón khách tận bậc cửa, toàn bọn bè thân quen tin cậy cả. Trong số đó thiếu gì kẻ nhờ giúp đỡ mà làm nên sự nghiệp. Nhân dịp vui mừng này mới dám gọi tiếng bố già thân mặt, giúp đỡ đám cưới toàn là bạn bè tự động chạy tới. Chẳng hạn như khoản rượu, tất cả mọi thứ rượu đã có một ông bạn già bao hết, lại còn xung phong lãnh chăn barman, dọn bàn ghế, bưng thức ăn và đám bạn của mấy đứa con trai. Nấu cổ là bà trùm và mấy bà bạn, trong khi bồ bịch cô dâu lãnh vụ treo đèn kết hoa tưng bừng đầy một khu vườn nửa mẫu. Đã là khách thì ông trùm tiếp đón như nhau hết, tuyệt không có kẻ khinh người trọng, xưa nay vẫn vậy. Đặc biệt là hôm nay, ông trùm lên bộ đồ lớn cắt thật khéo, chạy tới lui lăng xăng nên anh nào không biết đám tưởng bậy là chú rể lắm. Đứng sau ông trùm là hai trong số ba đứa con trai. Đứa lớn tên là Santino, nhưng trừ ông bố ra ai cũng gọi tắt là Sony.
Cầu cả này bị các bậc cha chú kỳ lắm, nhưng bọn trẻ con lại khoái. Gốc Ý mới nhập tịch dân Mỹ, có một đời mà vóc dáng được như hắn có thể gọi là lớn con. Sony cỡ thước 8, nhưng nhờ mái tóc quăn dày cộm trông cao hơn nhiều. Khuôn mặt hắn đều đặn và rõ nét đa tình, miệng rộng, môi dày, cầm lệm vô một chút nên trông càng dâm. Người hắn hùng hục như trâu đến nỗi mụ vợ khốn khổ cứ nhát thấy cái giường là hết hồn. Người ta còn đồn rằng hồi còn nhỏ cậu Sunny đi chơi bời đã vô đồng nào thì chỉ những em lì liệm găng guốc mới dám tiếp, và chị em nào cũng nằng nặc tăng giá gấp đôi hết. Mấy bà sòn sòn hông to miệng động thấy cậu cả là tha hồ ngắm, nhưng đặc biệt trong đám cưới này con ngắm cũng vô ích. Vì dù có mặt cả vợ hắn và ba đứa con nhỏ, Sony vẫn ngấp nghé cô bé phù dâu Lucy Mancini đang ngồi đây kia rực rỡ trong bộ phù dâu màu hồng, mái tóc đen nhánh cài một vòng hoa. Làm gì cô nàng không biết, suốt một tuần nay hai đứa nháy nháy nhào chán chê. Sáng hôm nay diễn tập trước bàn thờ Chúa, nàng còn bấm tay vào chàng một phát, phù dâu bầu đến thế là cùng. Đối với em Lucy thì chẳng cần anh Sony, phải hách như bố già, mạnh khỏe gan dạ đủ rồi. Tính hắn rộng rãi, bụng già cũng hào sảng, chứ đâu phải chỉ giỏi cái khoản kia. So với ông Trùm thì Sony thiếu đức nết khiêm nhường, dễ dặn dễ cáu, quyết định nông nổi. Vì vậy trong công việc làm ăn hắn giúp bố rất đắc lực, mà ít ai tin một ngày kia hắn sẽ là người kế vị. Cầu 2, Federico, gọi tắt là Fred. Fred có thể nói là đứa con trai trong mộng của mọi gia đình Ý, chăm chỉ, có hiếu. Bố gọi đến là già ngay, 30 tuổi đầu vẫn chưa vợ, vẫn ở chung với bố mẹ, không hề cãi lại, không dám dây dưa với cô nào để gây phiền phức cho gia đình. Người tầm thước, mặt mũi không được bảnh trai, nhưng cũng phản phát nét đa tình, nghĩa là mái tóc xoăn rậm, cặp môi chì dày lưỡi ra, cặp môi chì dày thưởi ra, cặp môi chì dày thưởi ra. Tiếp người Fred chẳng phải trời sinh ra để chỉ huy, hắn mềm quá, thiếu hẳn cái dũng lực buộc người khác phải tuân lệnh, nên chắc chắn việc kế nghiệp chẳng bao giờ đến hắn. Đoạn này tác giả miêu tả nhiều về tướng số, chúng ta có thể điểm lại những anh như sau: khuôn mặt đều đặn, rõ nét đa tình, nó thể hiện miệng rộng môi dày, cầm lại liềm vô một chút nên trông càng dâm. Cầu 2, Fred, chăm chỉ có hiếu, bố gọi đến là già ngay, không dây dưa cô nào, nhưng mà sinh ra không phải để chỉ huy, mềm quá, thiếu hẳn cái dũng lực buộc người khác phải tuân lệnh, nên chắc chắn việc kế nghiệp chẳng bao giờ đến hắn. Đứa con trai út trong nhà, cậu ba Michael, không đứng cùng hai anh vì phía sau lưng ông già, mà ngồi riêng một nơi, ở tuốt một góc giường, nhưng có ngồi tách ra, vẫn bị thiên hạ chú ý như thường, vì cả nhà chỉ có một mình hắn là dám cưỡng lệnh ông Trùm. Trông hắn không đa tình như hai anh, mái tóc đen láng chứ không xoăn, da mịn như con gái nên hắn đẹp trai một cách thanh tú. Hồi còn nhỏ ông Trùm cứ ai ngại thằng Út quá nhiều nữ tính. Mãi đến năm 17 tuổi ông mới yên trí. Chủ ý của Michael là tuyệt đối không dính dáng đến việc nhà, không dây dưa vào công việc làm ăn của bố, nên ngồi cũng tách ra một nơi. Bên cạnh hắn là con bồ, cô bồ, cả nhà chỉ nghe nói mãi hôm nay hắn mới dẫn về. Michael giới thiệu rất chững chạc, nhưng xem ra chẳng ai khoái, vì nhà này quá không hợp với tiếp đàn bà con gái Mỹ. Họ chê cô này gầy quá, mặt mũi trí thức quá mà cử chỉ quá buông tuồng, ngay cái tên nghe cũng lạ tai rồi, đàn bà con gái vậy mà tên Kay Adams nó mỹ quá, ngắn cũng quá, nghe không vô.
Ông trùm làm như không chịu Michael. Điều đó thấy rõ. Chẳng là hồi trước hắn là con cưng trong nhà, sẵn sàng kế nghiệp sau này vì hắn giống bố y hệt ở chỗ ngoài sự khôn ngoan còn có một quyền lực tiềm ẩn. Làm như trời sinh ra để làm lãnh tụ, hễ cắt tiếng nói là thiên hạ không nghe không xong vậy. Có điều chiến tranh vừa bùng nổ là cậu ba Michael hăng hái nhảy vô làm thủy quân lục chiến, coi lệnh cấm của bố như không có, ai chứ ông chùm đời nào chấp nhận, để cho thằng con trai út nhào đầu vô chỗ chết phục vụ cho những thằng ở đâu đâu hy sinh lắng nhách như vậy. Lập tức có màn tung tiền ra dằn đồng ngầm, lo lót bác sĩ nhà binh, dằn đồng đủ mọi mặt, tốn kiếm kỹ gì, nhưng làm sao cản nổi một gã trai 21 tuổi khi nó định xung phong. Sau đó Michael đi tác chiến, đánh trận tùm lum miền Thái Bình Dương, lên loan đại ý, bắt được nhiều huy chương. Năm 1944, tạp chí Life đi nguyên một phóng sự bằng hình ca ngợi chiến công hiển hách của đại úy Michael Corleone. Tờ báo được ông bạn đưa cho ông trùm coi, chớ người nhà đâu dám. Ông bố chỉ nhún vai lẩm bẩm, cái thằng chỉ hùng cho người ngoài. Đầu năm 1945, sau thời gian nghỉ dưỡng thương, Michael được giải ngũ, mà không ngờ chính ông bố đã vận động vụ này. Nhưng về nhà mới có vài tuần thì chẳng cần bàn bạc hỏi ý kiến ai, cậu út đã mau mau ghi tên học Dartmouth để có cớ không phải ở nhà. Phải vụ đám cưới em gái, Michael mới bò về nhà để luôn thể trình diện vị hôn thê. Ngồi sóng vai ở tuốt một góc giường, Kay lấy làm khoái chí khi nghe chàng kể những mẩu chuyện vui về mấy ông khách kỳ dị hiện có mặt trong đám cưới ngày hôm nay. Với cô nàng thì bất cứ chuyện gì vui là ngô ngạch đều khoái nghe lắm. Michael càng ham kể. Sau cùng Kay thì nhận ra một đám bốn ông khách đang quanh quẩn hủ rượu chát tổ bố. Nàng đoán mấy ông này có chuyện bối rối bức rứt, chứ ai chẳng khơi khơi. Michael khen ngay, im nhận xét tin lắm, mấy cha đó chắc có chuyện nàng giải, muốn gặp riêng ông già để nhờ vả đấy. Thấy không, ông già đi đến đâu là mắt họ dõi theo đến đấy. Tình tệ. Ông trùm Colin đang đứng đón khách thì một chiếc xe Chiefs đen ở đâu chạy tới, dừng ở vỉa hè bên kia phía ngoài cư xá. Có hai thằng ngồi băng trước, chúng lấy sổ tay ghi từng số xe một, không cần giấu giếm. Sunny vội phi báo, cướm bố à. Ông trùm nhún vai, kệ chúng nó, ngoài lồ thì chúng làm gì tha hồ, mình đâu có mua hết đất nhà nước. Sunny giận đỏ mặt, mấy thằng khốn không biết nể nang gì hết.